Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi du lịch thưởng thức ẩm thực Thái Lan. Lần trước thì mình đã thưởng thức ẩm thực Nhật Bản rồi. Hôm nay mình sẽ thưởng thức đồ ăn Thái Lan tại nước Úc. Xin chào cả nhà và các bạn xa gần. Mình đang đứng ở khu ẩm thực của người Thái Lan. Hiện giờ mới tới 6 giờ chiều cho nên không có đông đúc lắm mọi người ạ. Mình nghĩ chắc 7 giờ với 8 giờ bắt đầu với ăn uống nhộn nhịp. Mà mình nghĩ bây giờ thời này chắc là cũng hạn chế ăn uống hơn rồi. Mình sẽ quay lại đồ ăn Thái Lan ra sao ha. Mình thích đồ ăn Thái Lan nữa. Đồ ăn Thái Lan nó hơi cay cay nhưng không quá cay. Nó cũng na ná giống đồ ăn châu Á của mình. Trên lầu thì trên lầu có rất là nhiều đồ chơi, máy game và ở dưới là ẩm thực. Mình sẽ đi một dòng những máy game mà những em dưới 18 tuổi rất là thích chơi. Cái con đường này là ẩm thực của Thái. Họ có hai con đường hai bên hông và thêm một con đường bên tay trái nữa. Giờ mình sẽ đi ngang qua con đường bên kia đường để quay đồ ăn Thái ha. Ăn Thái cũng na ná Việt Nam ha các bạn ha, nhưng dĩ nhiên nó sẽ có những khẩu vị mà nêm nếm khác nhau. Chùm ruột này các bạn, bánh ngọt, trái cây nó cắt sẵn trong hộp và mình chỉ chọn mà ăn thôi. Một hộp thông thường sẽ 6 đồng, 7 đồng, 9 đồng tùy về giá của mỗi hộp mình chọn. We'll be right back.
những quán này hồi xưa rất là nổi tiếng và rất là đông đó các bạn. Các bạn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới được vào ăn những quán trong này. Ở đây nổi tiếng về xôi xoài. Bên trong cái quán Thái Lan nè, bạn có thể mang đi hoặc có thể mua và ăn tại chỗ. Hiện giờ người ta khuyến khích mua và mang về hơn là ngồi ăn tại chỗ. Tiệm này cũng rất là nổi tiếng của ẩm thực Thái Lan. Thái Lan nó không mở quá nhiều ẩm thực, nhưng khi đã mở rồi thì rất là ngon và lạ miệng các bạn ạ. Và đây một cái quán mà mình thích nè các bạn, qua trời chè xôi luôn các bạn ơi, 7 đồng một hộp. Mình chỉ thích con mắt mình thôi chứ mình không thích mà thử những món này. Vì mình rất là kén ăn ngọt, mình thích ăn mặn thôi các bạn. Mình thích ăn chua chua, đủ loại bánh, giống như là bánh gì ta, bánh gì của người Việt Nam mình ta, bánh bột lọc không ta? Giống lắm, màu xanh 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 giống lắm. À giống như bánh da lợn đó các bạn. Đúng rồi, giống như bánh da lợn của mình. Nhưng mà mình chưa có ăn cho nên mình không có biết mùi vị bên trong ra sao cả. Hai dãy con đường này là sẽ có rất là nhiều nhà hàng Thái, có quán nhỏ, quán ăn vặt, đầy đủ quán ăn Thái, ẩm thực Thái Lan. Ở đây nổi tiếng nhất là xôi xoài, mình thích ăn nhất là xôi xoài của nó. Tới ẩm thực của người Thái Lan thì không thể nào bỏ qua massage Thái Lan. Massage rất là nổi tiếng trong nước Thái Lan cũng như ngoài nước và trên toàn thế giới. Nơi đâu có người Thái sẽ có tiệm massage. Và đây là một quán ăn vặt khác của người Thái Lan. Đậu phộng luộc nè. Những món này mình chưa có ăn qua cho nên mình không có biết nó mùi vị như thế nào, nên mình không có thể nào kể cho các bạn nghe được. Hôm nào mình ăn thử mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Hình như là có chuối chiên á, 1 đồng 1 miếng. Tất cả tiệm Thái Lan mình đi ngang qua đều có miếng hộp heo da giòn như thế này là các bạn. Họ nghiền hay sao, hay là cái món khoái khẩu của họ hay sao á. Tất cả tiệm Thái từ nhà hàng cho đến nhà ăn nhanh đều có cái bịch da giòn như thế. Nếu là hồi trước thì mình sẽ mua ngay và đi ăn, nhưng bây giờ mình rất là sợ dầu mỡ. Đây là gian hàng có rất là nhiều món chiên. Thôi thì các bạn hãy đi tour du lịch một vòng bằng con mắt nha. Hôm nay mình sẽ giữ im lặng.
rất là nhiều đồ ăn vặt của Thái Lan luôn đó các bạn. Các bạn muốn ăn nhà hàng sang trọng thì cũng có nữa. Hồi nãy giờ thì mình là quay những cái món ăn vặt của Thái Lan, sau đó mình cũng làm một video ăn vặt của Thái Lan nữa nè. Xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà ngày mai nha.